tâm bồ đề. Hai phẩm tam bối giảng sanh và giảng sanh chánh nhân trên kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta giảng sanh đều nhấn mạnh là phát tâm bồ đề, một lòng chuyên niệm A Di Đà Phật. Vậy chúng ta muốn hỏi, vì sao người niệm Phật rất nhiều, người giảng sanh lại ít? Trước đây lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường nói, một dạ người niệm Phật chân thật có thể giảng sanh chỉ có 3 đến 5 người. Nguyên nhân cuối cùng là do đâu? Rất ít người biết. Họ niệm Phật rất chuyên cần, một ngày niệm mấy vạn danh Phật hiệu, sâu chuỗi không rời tay. Vì sao không thể giảng sanh? Họ làm được một lòng chuyên niệm, nhưng chưa phát tâm bồ đề. Một ngày từ sớm đến tối vẫn niệm Phật, nhưng một mặt vẫn còn cãi nhau với người. Vậy thì làm sao được chứ? Như vậy thì một ngày niệm 10 vạn danh Phật hiệu cũng không thể giảng sanh, vì chưa có tâm bồ đề. Cho nên 48 lời nguyện, mọi người biết được nguyện thứ 18 là quan trọng. Nguyện thứ 19 cũng không thể xem thường. Nguyện thứ 19 là phát tâm bồ đề. Bạn không phát tâm bồ đề thì không được rồi. Tâm bồ đề là gì? Tâm bồ đề là tâm chân thật giác ngộ. Chân thật giác ngộ thế gian này khổ, không, vô thường. Đây mới được xem là chân thật giác ngộ. Đối với thế gian này, quyết định không có tâm tham luyến. Chúng ta sống ở trên thế gian này giống như sống trong một cái nhà trọ. Ở đây chỉ một thời gian rất ngắn, cho nên tốt hay không tốt đều được. Hà tất phải tính toán, chỉ mấy ngày thì phải đi, có gì đáng để so đo chứ? Cho nên phải xem mọi thứ đều tốt, không có thứ nào không tốt. Thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt, người thiện cũng tốt, người ác cũng không tệ. Giữ gìn tâm địa của chính mình thanh tịnh, bình đẳng, đó chính là tâm bồ đề. Chúng ta chân thành đối với người, y theo giáo huấn của Phật mà sinh hoạt, y theo giáo huấn của Phật mà làm việc, y theo giáo huấn của Phật mà đối với người, đối với vật, đối với việc. Vĩnh viễn giữ gìn tâm thanh tịnh, bình đẳng của chính mình, như vậy thì mới tương ưng. Chiếu theo trên kinh điển đã nói, căn bản của tâm bồ đề là tâm chân thành. Tâm chân thành khởi tác dụng đối với chính mình chính là lòng tự trọng, tự ái, chúng ta gọi là thâm tâm. Chân thật biết được tự trọng, tự ái đối với người khác chỉ một mảng từ bi, chính là quan tâm, yêu thương, giúp đỡ đối với tất cả chúng sanh. Nhất định phải có tâm bồ đề. Tâm bồ đề là chân tâm. Tâm bồ đề là Phật tâm. A Di Đà Phật. Cẩn trích từ bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không.